Laudetur Iesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 31 tháng 7, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hậu quý vị buổi Đức Thánh Cha Phan Xico đọc kinh truyền tin với các tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, về sự quan tâm của tòa thánh đối với Đông Âu và Đông Phương. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ của các tân linh mục về hành trình đáp lại tiếng gọi phục vụ dân chúa Bây giờ, tứ quyết xin gửi đến quý vị một gặp đức giáo hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật, 30 tháng 7 năm 2017 Đức Thánh Cha chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chúa Nhật nói về dụ ngôn kho báu và ngọc quý và ngài làm nổi bật niềm vui của những ai tìm thấy Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il discorso parabolico di Gesù che raggruppa sette parabole nel capitolo tredicesimo del Vangelo di Matteo, si conclude con le tre similitudini odierne. Il tesoro nascosto, la perla preziosa e la rete da pesca. và hôm nay là ba dụ ngôn cuối trong số bảy dụ ngôn ấy ba dụ ngôn đó là dụ ngôn kho báu và ngọc quý dụ ngôn chiếc lưới cha muốn dừng lại ở dụ ngôn kho báu và ngọc quý với điểm nhấn là nhân vật chính trong hai dụ ngôn ấy đều bán tất cả mọi sự họ có để có được điều họ tìm thấy trong dụ ngôn kho báu người nông dân vô tình gặp được kho báu trôn giấu trong ruộng mà ông canh tác vì đây không phải là ruộng của ông nên ông quyết định liều bán hết những gì ông có để mua thửa ruộng ấy nhằm giữ được kho báu ông không để mất dịp đặc biệt ấy trong dụ ngôn ngọc quý chúng ta thấy một thương gia tìm được viên ngọc quý là chuyên gia ông xác định được giá trị của viên ngọc ấy ông cũng quyết định bán đi tất cả mọi thứ để mua cho được viên ngọc quý những điểm tương đồng nổi bật của hai dụ ngôn ấy làm sáng tỏ hai đặc tính liên quan để có được nước thiên chúa đó là tìm kiếm và hy sinh đúng là nước thiên chúa được ban tặng cho tất cả mọi người đó là một món quà một ơn ban nhưng không phải là có sẵn trên đĩa bạc nước thiên chúa đòi hỏi một sự năng động đó là cuộc kiếm tìm là cần tiến bước là cần phải làm điều gì đó thái độ kiếm tìm chính là điều kiện thiết yếu cho cuộc tìm kiếm cần có một trái tim đầy nhiệt huyết và khát khao giá trị cao quý. Giá trị ấy chính là nước Thiên Chúa hiện diện ngay nơi Chúa Giêsu. Người là kho báu ẩn giấu, người là viên ngọc quý giá. Người chính là đấng mà chúng ta cần khám phá, cần tìm thấy. Vì người có tác động mang tính quyết định trên cuộc đời chúng ta. Vì người làm cho cuộc đời chúng ta đầy tràn ý nghĩa. Trước những khám phá bất ngờ, người nông dân cũng như thương gia đã nhận ra trước mắt họ cơ hội duy nhất không thể bỏ qua vì thế họ đã dám bán đi tất cả việc lượng định giá trị vô song của kho báu đã dẫn tới quyết định có tính hy sinh có tính tách rời có tính từ bỏ khi kho báu và ngọc quý được tìm thấy có nghĩa là khi chúng ta tìm thấy chúa chúng ta không nên bỏ qua cuộc khám phá này nhưng chúng ta sẵn sàng hy sinh cho những gì cao quý hơn khi từ bỏ và bán hết những gì mình có, không có nghĩa là chúng ta coi khinh những điều ấy, nhưng có nghĩa là chúng ta đặt những điều ấy dưới Chúa Giêsu. Có nghĩa là chúng ta thấy Chúa Giêsu là trên hết. Đó là ơn ban. Người môn đệ của Chúa Kitô không phải là người bị tước đoạt những điều thiết yếu, nhưng môn đệ là tìm thấy những gì cao quý hơn. Người môn đệ tìm thấy niềm vui đầy tràn mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng. Đó là niềm vui tin mừng của những người bệnh được chữa lành, niềm vui của những tội nhân được tha thứ, niềm vui của kẻ trộm được vào nước trời. Niềm vui tin mừng lấp đầy trái tim và cuộc sống của những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Đó là những người để cho mình được Chúa cứu rỗi. Đó là những người tự do khỏi tội lỗi, khỏi những buồn sầu, khỏi sự trống rỗng nội tâm, khỏi nỗi cô đơn. Cùng với Chúa Giêsu Kitô, niềm vui luôn nảy sinh, luôn tái sinh hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm niềm vui của người nông dân và thương gia trong dụ ngôn đó là niềm vui của tất cả chúng ta đó là niềm vui khi chúng ta khám phá ra sự gần gũi và sự hiện diện của chúa trong cuộc đời chúng ta sự hiện diện ấy biến đổi tâm hồn chúng ta và mở lòng chúng ta để chúng ta có thể đón nhận các anh chị em đặc biệt là những người yếu đuối chúng ta hãy cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của đức trinh nữ maria để với từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ việc làm hàng ngày, mỗi người chúng ta biết làm chứng cho niềm vui tìm được kho báu là nước Thiên Chúa. Niềm vui ấy chính là tình yêu mà Chúa Cha ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời Cộng đoàn Hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concebit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris Tui Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. sau khi ban phép lành đức thánh cha ngỏ lời chào thăm mọi người đức thánh cha nói anh chị em thân mến hôm nay là ngày thế giới chống nạn buôn người mỗi năm hàng ngàn người nam nữ và trẻ em là nạn nhân vô tội của nạn bóc lột lao động và khai thác tình dục cũng như nạn buôn bán cơ phận những điều ấy có vẻ quá quen đến nỗi chúng ta thấy là bình thường không không phải thế những điều ấy là xấu xa là độc ác là tội ác tôi muốn cho mọi người thấy rằng những điều tệ hại ấy là hình thức nô lệ thời hiện đại và chúng ta phải chống lại tội ác ấy. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria để mẹ nâng đỡ các nạn nhân và hoán cải những kẻ buôn người. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ. Đức Thanh Cha và mọi người cùng đọc kinh kính mừng. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, E benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sau đó Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương đến từ Italia cũng như từ khắp nơi trên thế giới. Ngài kết thúc bằng lời mời gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đại Vatican tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đức hồng y pietro parolin quốc vụ khanh tòa thánh về sự quan tâm của tòa thánh đối với đông âu và đông phương quý vị thính giả, sau hai chuyến viếng thăm Belarusia năm 2015 và Ukraine năm 2016, vào quý tháng 8 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, sẽ viếng thăm Nga. Qua các chuyến viếng thăm này, tòa thánh khẳng định sự chú ý của mình đối với Đông Âu và các thế quân bình mới nảy sinh sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, và đặc biệt là nước Nga đó là điều chúng ta đã nhận ra trong các sứ điệp mà Đức Thánh Cha Francisco đã gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiều dịp khác nhau và trên một bình diện khác không kém ảnh hưởng là bình diện đối thoại đại kết kể từ cuộc gặp gỡ giữa giám mục Roma với Đức Thượng phụ Moscow Kirill tại thủ đô La Habana của Cuba hồi năm ngoái 2016 sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh đã dành cho nhật báo Mặt trời 24 giờ về vấn đề này. Thưa Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y được tháp vào lộ trình này như thế nào ạ? À? Sự chú ý của tòa thánh đối với Đông Âu không phải mới có ngày nay, nhưng đã có từ lâu đời rồi và không thuyên giảm kể cả trong những năm đen tối nhất. Tòa thánh đã luôn luôn coi là quan trọng các tương quan với Đông Âu và với nước Nga trong các giai đoạn khác nhau của lịch sử. Có hai biến cố ý nghĩa thật đáng nhớ nhưng ít người biết tới. Trong chuyến viếng thăm Roma hồi năm 1845, Nga hoàng Nicola I đã hội kiến với Đức giáo hoàng Gregorio 16 hai lần. Hai năm sau, Nga hoàng đã ký một thỏa hiệp với Đức Pio 11. Các giáo hội địa phương đã sát cánh với các dân tộc của mình cả trong những lúc thê thảm nhất của các cuộc bách hại. Không phải chỉ có sự kiện nó gần biên giới Âu Châu khiến cho Đông Phương quan trọng, mà cả địa vị lịch sử của nó trong bối cảnh của nền văn minh, của nền văn hóa và niềm tin Kitô của nó nữa. Có người nhận xét rằng khi Thánh giáo Hoàng Doan Phaolô Lô II tưởng tượng một Âu Châu trải dài từ Đại Tây Dương tới vùng Ural, Ngài đã không nghĩ tới một chủ trương bành trướng Tây Âu, nhưng nghĩ tới một sự gần gũi hiệp nhất hơn của toàn đại lục sau các năm khó khăn tiếp nối sự sụp đổ của Liên Xô, ngày nay chúng ta đang chứng kiến việc Moscow trở lại chính trường quốc tế. Đây là một việc trở lại hiếu chiến. Chỉ cần nghĩ tới Ukraine và Syria thì đủ biết. Riêng Đức Hồng Y thì Đức Hồng Y nghĩ thế nào ạ? À? Đương nhiên là đã có một giai đoạn không chắc chắn liên quan tới lập trường của nước Nga đối với nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng tôi không nghĩ rằng có thể nói là quốc gia này cả trong những lúc khó khăn nhất, đã ra khỏi sân khấu quốc tế. Ngày nay, người ta thường nhấn mạnh trên các khác biệt giữa các nước Tây Âu và Nga, làm như thể chúng là hai thế giới khác biệt, mỗi bên với các giá trị riêng, các lợi lộc riêng, sự kiêu hãnh quốc gia hay liên quốc gia của mình, và cả đến một quan niệm về quyền quốc tế chống lại các nước khác nữa trong một bối cảnh như thế thách đố là việc góp phần hiểu biết nhau hơn giữa các nước có nguy cơ trình diện mình như hai cực đối kháng nhau cố gắng tìm hiểu nhau không có nghĩa là bên này nhượng bộ lập trường của bên kia nhưng có nghĩa là một cuộc đối thoại kiên nhẫn xây dựng và tôn trọng cuộc đối thoại này càng quan trọng hơn liên quan tới nguồn gốc của các cuộc xung đột thường xuyên xảy ra và liên quan tới các vấn đề có nguy cơ gây ra việc gia tăng căng thẳng trong nghĩa đó vấn đề hòa bình và tìm kiếm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng khác nhau đang xảy ra phải được đặt lên trên bất cứ lợi lộc quốc gia hay thiên vị nào ở đây không thể có các kẻ thắng người thua nhân nhượng trên các lợi lộc riêng rẽ là một trong các đặc tính trong thời trở lại của các khuynh hướng quốc gia này khiến cho người ta không nhìn thấy khả thể của một tai ương có thể xảy ra tôi xác tín rằng nhấn mạnh trên điểm này thuộc sứ mệnh của tòa thánh liên quan tới các xung đột đang xảy ra, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ nhắc tới việc sử dụng đồi bại tôn giáo khi phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y? Vâng, đúng thế. Đức Thánh Cha đã nói rằng thế giới chúng ta luôn ngày càng là một nơi của các xung khắc bạo lực, thù hận và bạo lực tàn ác, được thực thi nhân danh cả Thiên Chúa và tôn giáo nữa. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta biết rằng không có tôn giáo nào được miễn khỏi các hình thức lừa dối cá nhân hay quá khích ý thức hệ điều này có nghĩa là chúng ta phải đặc biệt chú ý tới mọi hình thức cuồng tín tôn giáo cũng như mọi thứ khác cần có một thế quân bình tế nhị để chống lại bạo lực nhân danh một tôn giáo một ý thức hệ hay một hệ thống kinh tế trong khi đồng thời phải cứu vãn sự tự do tôn giáo tự do trí thức và các quyền tự do cá nhân nó là một sự quân bình khó khăn, trong đó cũng có việc bảo vệ các cộng đoàn Kitô và mọi cộng đoàn có nguy cơ bị thù hận đảo lộn. Chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Francisco và các lời ngài phát biểu trước Quốc hội giờ đây được đọc lại với chính quyền mới. Đức Hồng Y có thấy rằng xem ra chúng xa vời không? Cần có thời gian để phán đoán, không thể vội vã được. Một chính quyền mới, khác và đặc biệt như vậy và không phải chỉ vì các lý do chính trị các biến cố xảy ra lần đầu tiên sẽ cần thời gian để tìm ra thế quân bình của chúng mọi phán đoán vội vã cả khi có thể gây kinh ngạc việc phơi bày của sự không chắc chắn chúng tôi cầu mong hoa kỳ và các tác nhân khác của sân khấu quốc tế không xa rời trách nhiệm quốc tế của mình liên quan tới các đề tài khác nhau mà họ đã thực thi cho tới nay trong lịch sử Chúng tôi đặc biệt nghĩ tới các thách đố mới của khí hậu, giảm việc hâm nóng trái đất có nghĩa là cứu vãn căn nhà chung trong đó chúng ta đang sống và giảm thiểu ngay lập tức các bất bình đẳng và cảnh nghèo túng mà việc hâm nóng trái đất tiếp tục gây ra. Chúng tôi cũng nghĩ tới các cuộc xung đột đang xảy ra nữa. Đức Hồng y không sợ rằng sự lo lắng của giáo hội đối với nền hòa bình dưới con mắt và trong lỗ tai của nhiều người trở thành giảm thiểu hay là cả hùng biện trước vấn đề sự hữu hiệu của nó hay sao? Ngoại giao của giáo hội công giáo là một thứ ngoại giao của hòa bình. Nó không có các lợi lộc quyền bính, chính trị, kinh tế hay ý thức hệ nào khác. Chính vì vậy nên nó có thể trình bày với sự tự do lớn hơn cho các người này biết các lý do của các người khác và tố cáo cho từng bên biết các nguy hiểm mà một quan niệm tự quy chiếu về mình có thể có đối với tất cả mọi người. Chuyến viếng thăm Bielorussia đã được làm vào thời các nước Tây Âu cấm vận và chuyến viếng thăm Ukraine đã được thực hiện khi đang có chiến tranh. Chuyến viếng thăm này đã là dịp để đem tình liên đới của giáo hội và của Đức Thánh Cha đến cho toàn dân Ukraine bị lôi cuốn vào cuộc xung đột. Và để cho mọi người đều thấy, chúng tôi đã tới gần vùng Đông Bắc, có đầy người tị nạn, bằng cách sử dụng tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực mà không hỏi căn tính địa lý hay chính trị của họ. Đức thánh cha Francisco đã mở ra con đường với việc thăng tiến một cuộc thu nhận các trợ giúp của các giáo hội Âu châu và với phần đóng góp nhiều của riêng ngài. Nếu người ta bênh vực nhân phẩm của tất cả mọi người chứ không phải chống lại ai đó thì khi ấy một con đường khác là điều có thể. Tòa thánh không tìm kiếm gì cho chính mình cả, tòa thánh không hiện diện khi nơi này, khi nơi khác để không mất đi phần nào hết. Cố gắng của tòa thánh là một cố gắng khó khăn, nói một cách nhân loại, nhưng lại không thể khước từ trên bình diện tin mừng, để cho các thế giới gần nhau trở lại đối thoại với nhau và ngừng sâu xé nhau vì thù hận trước khi sâu xé nhau vì bom đạn. Thưa Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh, trong điều này, Đức Thánh Cha Francisco Cô tiếp tục một truyền thống đã nổi lên trong thế kỷ 20 và được củng cố từ thời Đức Thánh Cha Joan 23. Sự ngoại giao của các cử chỉ, các dấu hiệu gần gũi chú ý trước hết tới phẩm giá của người đối thoại, có phải vậy không ạ? À? Chúng tôi không chỉ là các lời nói nhưng cũng là các cử chỉ nữa, các hành động của chúng tôi cụ thể, nhất là khi các lời nói xem ra không có hiệu quả bởi vì chúng đã bị soi mòn hay không thể nghe được nữa. Có một ngôn ngữ đại đồng bao gồm trong các cử chỉ. Giáo hội học nó mỗi ngày từ việc loan báo tin mừng có thể trợ giúp ngừng lại và thay đổi một hướng đi sai lầm trong những lúc khó khăn. Viễn tượng của chúng tôi chỉ có thể là viễn tượng đã được ngôn sứ Isaiah nhắc tới và được phúc âm lấy lại trong việc trả tự do cho người bị áp bức và bẻ gãy mọi gông cùm, chia sẻ bánh ăn với người đói, rước vào nhà những người bần cùng không nhà cửa, không lơ là với những người cùng nhà. Điều quan trọng là việc chữa lành, giải thoát luôn luôn tái xây dựng con người từ các tình trạng cụ thể của họ. Vì thế chúng ta phải có các cử chỉ cụ thể, các dấu chỉ chúng ở ngọn nguồn của khả thể chung sống với nhau, có các cử chỉ và xin các cử chỉ cụ thể. Nếu chúng ta nhìn vào các biểu tượng, thì khi đó, cả từ một quan điểm chính trị cũng nổi lên vài biểu tượng có ý nghĩa tới độ rộng mở cho niềm hy vọng, tới độ bắt đầu từ các biến cố buồn thương. Chẳng hạn, Đức Hồng Y không thấy rằng đám táng của ông Khơn có thể được coi như các đám táng Âu Châu đầu tiên của một vị lãnh đạo Âu Châu hay sao? Ông Côn đã có công lịch sử tin vào lý tưởng Âu Châu như lý tưởng chính trị cụ thể, biến cố bức tường Berlin sụp đổ và việc tái hiệp nhất nước Đức đối với ông đã không chỉ là một vấn đề nội bộ của nước Đức và lịch sử thảm khốc của nó, nhưng là dấu chỉ của sự phát triển của âu châu trong đó một nước lớn như nước đức đã có thể hoạt động một cách hợp pháp và phong phú không phải là một âu châu bị đức hóa nhưng là một nước đức được âu châu hóa ông côn đã hiểu rằng cả việc sát nhập âu châu trong một mức độ nào đó cũng đã là con đẻ của nền chính trị hai khối đông tây và khi hai khối này được vượt thắng âu châu phải hiện hữu như là chủ thể chính trị chứ không phải chỉ như là chủ thể kinh tế mà thôi ngày nay người ta thường có cảm tưởng rằng ý tưởng âu châu xem ra trở lại sau một thời gian dài của phản ứng chống âu châu trong dư luận công cộng và chiến thắng của ý tưởng này của các vị lãnh đạo trong các quốc gia khác nhau đã ngưng khá sớm nó đã có một sự hăng hái ngắn như dụng cụ hơn là như lý tưởng nguy cơ đó là người ta dừng lại nơi việc sử dụng âu châu trong chìa khóa quốc gia như thể là nhiều người nói rằng sau thí dụ anh quốc ra khỏi liên hiệp âu châu thì tốt hơn là nên ở trong căn nhà chung âu châu nhưng mỗi người tùy theo ý của mình khuynh hướng duy quốc gia kể cả việc trở lại như việc khởi đầu có các gốc rễ riêng trong cuộc khủng hoảng văn hóa và tôn giáo của âu châu và rốt cuộc nó khiến cho âu châu trống rỗng các giá trị và các lý lẽ của mình. Âu châu có một trách nhiệm không thể thay thế được và khi nó tỏ ra thờ ơ như trong trường hợp đối với hiện tượng di cư thì nó khước từ thiện ích có thể có. Chúng ta hãy hướng sang đông phương, từ Việt Nam cho tới Trung Quốc. Viễn Đông có một con đường đối thoại của nó với giáo hội hay không ạ? À? Viễn Đông là một vùng của thế giới khá rộng rãi, phức tạp và khác nhau từ bao thế kỷ qua, phần đất rộng rãi đó của nhân loại đã tiếp xúc với Kitô tô giáo và hậu quả là với giáo hội công giáo, nhờ các con đường và các hình thức riêng biệt khác nhau từ nước này sang nước khác. Các tiếp xúc văn hóa và tôn giáo cổ xưa với thế giới Á Châu ngày nay cũng cống hiến nhiều điểm quan trọng cho cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Chỉ cần nghĩ tới các tiếp xúc đã xảy ra bên Ấn Độ, nơi các Kitô tô hữu đầu tiên hay với đế quốc trung gian qua con đường tơ lụa hoặc các tiếp xúc với các khám phá địa lý của các thế kỷ 15-16 cho tới các tiếp xúc với Nhật Bản và Philippines. Chắc chắn so sánh với quá khứ, ngày nay có các thách đố mới đang chờ đợi các câu trả lời chưa từng có và có óc sáng tạo. Nhưng nói cho cùng mục đích của giáo hội vẫn luôn luôn như thế và nó thuộc bản chất mục vụ tức là đem thiên chúa đến cho con người và đem con người đến với thiên chúa. Trong cụ thể, giáo hội công giáo xin được bảo đảm quyền tự do tuyên xưng đức tin có lợi ích cho tất cả mọi người và cho sự hòa hợp của xã hội. Các tín hữu công giáo ước mong sống đức tin trong thanh bình tại các quốc gia của họ như là các công dân tốt, dấn thân cho việc phát triển tích cực cộng đoàn quốc gia trong khung cảnh đó tôi nghĩ cần tiếp nhận con đường đối thoại đã bắt đầu từ lâu với các chính quyền của các nước trong vùng trong đó có cả cộng hòa nhân dân trung quốc cuộc đối thoại tự nó đã là một sự kiện tích cực rồi mở ra cho cuộc gặp gỡ và làm cho sự tin tưởng được lớn lên chúng tôi đương đầu với nó với tinh thần của một khuynh hướng thực tiễn lành mạnh vì biết rằng các số phận của nhân loại trước hết nằm trong tay thiên chúa vừa rồi là cuộc phỏng vấn đức hồng y pietro parolin quốc vụ khanh tòa thánh về sự quan tâm của tòa thánh đối với đông âu và đông phương sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 24 tháng 7, ông Greg Burke, phát ngôn viên tòa thánh cho biết, đức thánh cha Francisco cầu nguyện cho Charlie và cha mẹ bé trong lúc đau khổ vô biên này. Sau khi hai người từ bỏ ý định tranh đấu với pháp luật để chữa chạy cho cháu, ông Greg Burke nói thêm, tòa thánh xin mọi người hiệp ý cầu nguyện để cha mẹ bé có thể tìm thấy niềm an ủi và tình yêu của Thiên Chúa bé Charlie Gard, 11 tháng, bị một chứng bệnh của một hệ di truyền làm hư não bộ mà các bác sĩ cho là không thể chữa trị được. Từ nhiều tháng nay, cha mẹ của bé là ông Chris Gard và bà Connie Gates đã quyết liệt tranh đấu với nhà thương và hệ thống pháp luật để đem bé sang Hoa Kỳ thử một phương pháp trị liệu mới với hy vọng cứu sống bé. Vì số tiền chữa trị lên tới 1 triệu Mỹ Kim, nên cha mẹ bé đã mở chiến dịch quyên góp trên mạng và đã có được 4 triệu Mỹ Kim. Nhưng ban giám đốc nhà thương nhi đồng London, đường Great Ormond, quyết định rút các ống trợ giúp để cho bé chết. Ngày 27 tháng 6, tòa án các quyền con người đã khước từ lời xin của hai ông bà đem con sang Hoa Kỳ chữa trị. Và tối cao pháp viện Anh Quốc cũng phán quyết ủng hộ nhà thương rút các ống trợ sinh để cho Charlie chết. Trong tuần qua, các bác sĩ đến từ Hoa Kỳ cũng đã nhìn nhận rằng không còn hy vọng nào cứu chữa được Charlie nữa. Vì thế, cha mẹ của bé và nhà thương đã đi đến quyết định chuyển bé vào một bệnh viện dành cho thời gian cuối đời để bé sống những giây phút cuối cùng trong tình yêu thương của gia đình. Trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ở New York hồi tuần qua, Linh Mục Michael Chagny dòng tên Phó Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn vẹn của Tòa Thánh đề cao phần đóng góp tích cực của người di cư cho mọi chiều kích phát triển xã hội tiếp đón và trợ giúp họ. Linh mục Michael Chagny đã nói như trên trong bài phát biểu tại phiên họp thứ tư của Liên Hiệp Quốc về đề tài sự đóng góp của người di dân và hải ngoại cho mọi chiều kích của sự phát triển có thể thực hiện được, bao gồm cả việc gửi và chuyển các lợi tức kiếm được về quê, nhóm tại New York trong hai ngày 23-24 tháng 7. Vì đại diện tòa thánh đã nhắc đến nhiều lý do khiến cho hàng chục triệu người phải di cư trên thế giới ngày nay như nạn nghèo đói, bạo lực, công việc làm không thích hợp, ngôi sinh tồi tệ, hạn hán, các cơ cấu yếu kém và nạn gian tham hối lộ cùng nhiều lý do khác được nêu ra trong lịch trình hành động phát triển năm 2030. Nhưng trước hết cần tái xác minh quyền của từng người được sống trong quê hương đất nước của họ trong phẩm giá, hòa bình và an ninh, phải làm sao để không ai bị bắt buộc phải rời bỏ quê hương của mình vì thiếu phát triển hay hòa bình cộng đoàn quốc tế phải cố gắng thế nào để thăng tiến phát triển trong đất nước của họ và cho phép họ trở thành các tác nhân sự phát triển của chính họ. Không thể phủ nhận sự mất mát trên bình diện xã hội, kinh tế và văn hóa mà nạn di cư gây ra cho các quốc gia này khi công dân của chúng cảm thấy bị bó buộc phải bỏ nước ra đi. Chính nạn nghèo đói đã khiến cho nhiều cá nhân và gia đình tìm đường để sống còn tại các nước xa xôi họ thường là các thành phần ưu tú nhất như người trẻ người có tài can đảm và hy vọng họ liều mạng vượt địa trung hải hay các đại dương khác để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn điều này có là lợi lộc cho họ cho gia đình hay đất nước họ đi đến hay một ngày kia có lẽ cho quê hương của họ hay không đều tùy thuộc việc họ có được tiếp đón che chở thăng tiến và hội nhập hay không điều quan trọng là biết tận dụng nền giáo dục các tài khéo, các tham vọng, kinh nghiệm, sự khôn ngoan họ có và tất cả những gì có thể giúp gia tăng việc học hiểu và tập tành cho việc phát triển xã hội. Chính vì các lợi ích hai chiều đó cần phải tiếp nhận và đối xử với người di cư như các bản vị con người có phẩm giá và tôn trọng các quyền lợi của họ, bảo vệ họ khỏi mọi hình thức khai thác bóc lột hay xua đuổi trên bình diện xã hội, kinh tế hay pháp luật các cộng đoàn tiếp nhận họ phải cung cấp cho họ sự trợ giúp thích đáng và hội nhập làm sao để họ không bỏ quê hương nghèo túng của họ. Một trong các cách thức giúp thực hiện điều này là các đường lối chính trị dành ngân khoản cho việc cải tiến các cơ cấu hạ tầng cho các xã hội địa phương bị thiệt thòi. Đằng khác, các người di cư cũng có trách nhiệm tôn trọng các giá trị, truyền thống và luật lệ của các cộng đoàn tiếp đón họ. Như thế, việc hội nhập sẽ là một cơ may cho việc hiểu biết nhau, mở rộng các chân trời và giúp phát triển lớn hơn cho tất cả mọi người. Như Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói, sự hiện diện của các anh chị em di cư là một cơ may cho sự trưởng thành nhân bản, cho sự gặp gỡ, đối thoại giữa các nền văn hóa nhằm thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Ngày 25 tháng 7, Tòa Thánh tái kêu gọi tìm giải pháp toàn bộ cho vùng Trung Đông để chấm dứt chiến tranh xung khắc bạo lực tại thánh địa Iraq, Syria và Yemen. Đức ông Simon Kassas, quan sát viên thường trực của tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc, đã nói như trên trong phiên họp ngày 25 tháng 7 vừa qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bàn về các thách đố đa diện của vùng Trung Đông, trong đó có tiến trình hòa bình giữa người Palestine và người Israel. Đây là điều đã được lập đi lập lại nhiều lần đến như nhảm chán nhưng tòa thánh cương quyết yểm trợ giải pháp hai quốc gia độc lập cho người Palestine và người Israel để cả hai dân tộc được hưởng an ninh, phồn thịnh và chung sống hòa bình với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để được như thế, cả hai bên phải chấp nhận các bước nòng cốt hạ thấp các căng thẳng và xuống thang bạo lực, tránh các hành động bao gồm cả việc thành lập làng mạc. Đức thánh cha Francisco tái khích lệ mọi người cầu nguyện cho hòa bình và việc thăng tiến một nền văn hóa đối thoại phát huy sự sống và bao gồm chứ không phải là chết chóc và loại trừ. Thực tại hai quốc gia cũng đòi buộc phía Palestine phải có một ý chí thống nhất đáp trả lại nhu cầu của người Palestine để có thể thương thuyết và phát triển kinh tế, hiệp nhất xã hội và ổn định chính trị. Vấn đề thành Jerusalem là nơi thánh của Do Thái, Kitô và Hồi giáo đòi buộc phải có một quy chế đặc biệt với sự giám sát của quốc tế đảm bảo cho tín hữu mọi tôn giáo được an ninh tự do lui tới kính viếng. Ngoài ra, tòa thánh cũng đau buồn vì chiến tranh xung khắc và bạo lực trong vùng Trung Đông đã khiến cho nhiều người bị thiệt mạng và mất mắt của cải, đặc biệt là tại Syria, Yemen và Iraq. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ một giải pháp chính trị cho Syria, trong đó mọi phe phái chân thành thương thuyết với nhau hầu đạt được một giải pháp hòa bình lâu bền, cho phép người di cư tị nạn hồi hương tạo ra bầu không khí an ninh, duy trì quyền tối thượng, sự hiệp nhất, nền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, cũng cần chú ý tới các cộng đoàn Kitô đã hiện diện trong vùng Trung Đông từ hơn 2.000 năm qua và đã có cuộc chung sống hòa bình với các cộng đoàn khác. Tòa Thánh yêu cầu cộng đoàn quốc tế đừng quên họ và làm sao để các quyền công dân của họ được tôn trọng đầy đủ, vì đó là điều nền tảng đối với việc duy trì hòa bình và sống chung hữu hiệu giữa các cá nhân và cộng đoàn và quốc gia toàn vùng. Các giám mục Chile kêu gọi chính quyền và các cơ cấu công cộng dấn thân bảo vệ phẩm giá của các em. Các giám mục Chile đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố những ngày vừa qua mang tựa đề: "Cấp thiết dấn thân cho phẩm giá của các trẻ em nam nữ". Thông cáo viết Chúng tôi cầu mong rằng với sự hướng dẫn của quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp, chúng ta thắng vượt bối cảnh giận dữ, cắt chỉ trích, lên án lẫn nhau để đưa ra các biện pháp cấp thiết rõ ràng, coi hạnh phúc và cuộc sống của các trẻ em là trung tâm, vì ý thức rằng các em có quyền lợi và săn sóc phẩm giá của các em là một ưu tiên thực sự trong công việc của chính quyền có nhiệm vụ bảo đảm các quyền của chúng và của toàn xã hội nói chung. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile, kiêm Đặt trách mục vụ cho các quân nhân và Đức cha Pedro Osandon Buljevic, Giám mục phụ tá giáo phận Santiago de Chile, kiêm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội Caritas. Các giám mục bày tỏ nỗi đau đớn đối với biết bao nhiêu trẻ em bị vi phạm quyền lợi thay vì được xã hội và các cơ cấu chính quyền che chở, bảo vệ, trợ giúp, thì chúng lại bị đối xử tàn tệ, bị lạm dụng và bị giết. Tình trạng bất lực của Tổ chức Quốc gia Phục vụ Trẻ vị Thành niên, có tên gọi là Sename và các tổ chức khác, là một thảm cảnh trải dài từ nhiều thập niên qua. Trong bối cảnh như thế, cần phải suy tư trở lại tận nền tảng và đưa ra các thay đổi triệt để hầu có thể chu toàn một nhiệm vụ tế nhị trong việc phục vụ các trẻ em trước khi kết thúc chương trình xuân khánh xin trình bày cùng quý vị chứng từ của các tân linh mục về hành trình đáp lại tiếng gọi phục vụ dân chúa Theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, mùa xuân năm nay, trong các giáo phận trên toàn Hoa Kỳ, có 590 tân linh mục. Các tân linh mục này đã theo những con đường khác nhau để đáp lại lời mời phục vụ dân chúa. Sau đây là những con đường ơn gọi khác nhau của ba tân linh mục Jonathan Ekman, Andrew Dawson và Stephen Olson sau 12 năm làm mục sư trong giáo hội tinh lành Episcopal. Năm 2016, thầy sáu Jonathan Ekman cùng với cả gia đình đã trở lại, hiệp thông hoàn toàn với giáo hội công giáo. Và một năm sau, thầy sáu Ekman được thụ phong linh mục. Thầy Ekman kể rằng, mình luôn cảm thấy có tiếng mời gọi đến với giáo hội công giáo, nhưng thầy luôn tìm cách để không bận tâm về nó thầy chia sẻ với hãng tin công giáo hoa kỳ tôi nghĩ là khi một người nghe chúa gọi câu trả lời thường là một lời từ chối tránh né moses nói ông không có khả năng nói jeremiah thì tuyên bố mình còn quá trẻ và ngay cả pharaoh đã yêu cầu chúa giê xu tránh xa vì mình bất xứng tôi đã tránh né tiếng chúa bằng cách làm việc trong sứ vụ của mình tôi tự nhủ là tôi đang cần thiết cho nơi này nơi mà tôi đang phục vụ qua các biến cố như dịp bầu đức giáo hoàng francisco edmund nhìn thấy được sự hiệp nhất của giáo hội công giáo qua lời cầu nguyện và lòng đạo đức dần dần những điều này đưa edmund đến với các cánh cửa đức tin công giáo edmund tham dự thánh lễ lần đầu tiên khi bắt đầu tiến trình phân định vào ngày 29 tháng 6 năm nay, thầy Sáu Edmund đã được thụ phong linh mục cho giáo hạt Thánh Phê-rô là giáo hạt được Vatican thành lập vào năm 2012 để trợ giúp và chăm sóc cho các cộng đoàn tín hữu Anh giáo ở Hoa Kỳ muốn trở lại công giáo trong khi vẫn gìn giữ các di sản và truyền thống Anh giáo. Thầy Edmund chia sẻ, Tôi biết ơn Anh giáo đã dạy tôi những điều mong ước, đã dạy tôi yêu mến Kinh Thánh, các bí tích, một đức tin đâm rễ trong truyền thống và lý trí, dạy tôi khao khát đức tin nhập thể và sự hiệp nhất thật sự. Tôi tin những mong ước này đã chỉ tôi đến con đường Chúa gọi tôi đi. Tôi tìm thấy các mong ước này được thỏa mãn trong đức tin Công giáo. Theo báo cáo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, 87% các ứng viên linh mục trong năm 2017 được trung bình bốn người khuyến khích dấn thân vào ơn gọi linh mục. Andrew Dawson gia nhập giáo hội công giáo vào phục sinh năm 2006, và sáu tháng sau đó, người ta đã bắt đầu hỏi Dawson có nghĩ đến việc đi tu làm linh mục không. Cha Dawson chia sẻ với hãng tin công giáo Hoa Kỳ, Tôi nhớ rất rõ, một đêm kia, tôi ngồi thẳng trên giường và suy nghĩ. Mọi người đã nói những điều này, và tôi chưa từng có lần nào trả lời không tất cả điều tôi làm là coi đó là chuyện đùa và bỏ qua tôi đã nhận ra lý do mà tôi đã không trả lời không với câu hỏi này là vì chính tôi đang tự hỏi mình cùng câu hỏi tôi có muốn đi tu không cuối cùng ý tưởng làm linh mục là điều dawson suy nghĩ trong những khi rảnh rỗi trước khi vào chủng viện Dawson là phụ tá điều hành ở trại giới trẻ công giáo Santa Maria ở Gaylor, Michigan. Kinh nghiệm hoạt động ở trại này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống đức tin của Dawson, đã bắt đầu sự trở lại giáo hội công giáo về mặt lý trí. Chính tại nhà nguyện ở Santa Maria mà Dawson thật sự đến với kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể. Cha Dawson nói, tôi đã không biết điều gì đang xảy ra nhưng tôi biết rằng điều tôi đang ngắm nhìn không phải là điều tôi đã tin trước đó tôi cần đi và khám phá nó nó thật là mạnh mẽ hấp dẫn đối với tôi cha dawson cũng chia sẻ rằng cha gắn bó với thánh phê -rô bởi vì thánh nhân vừa kiên quyết vừa hoảng sợ như thế nào vừa hiểu biết vừa không hiểu biết Cách thức thánh nhân đặt tất cả sự yếu đuối của mình ra đó và Chúa vẫn dùng thánh nhân cách hữu hiệu nhờ sự cởi mở của thánh nhân. Còn cha steven Olson được thụ phong linh mục ngày 10 tháng 6 nằm trong số 80% các tên linh mục có cả cha lẫn mẹ là người công giáo. Cha Olson và các anh chị em được nuôi nấng trong giáo hội, học ở trường công giáo và tham dự thánh lễ các ngày Chúa Nhật nhưng chỉ đến khi cha theo học ngành kỹ thuật tại đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh cha mới bắt đầu cảm thấy tiếng gọi làm linh mục cha erson chia sẻ về cơ bản tôi cảm thấy mình bị rơi vào môi trường cạnh tranh thực sự và rất đòi hỏi với tất cả công việc của ngành kỹ thuật bận rộn thật khó để tìm thời gian để cầu nguyện đó cũng là lần đầu tôi sống một mình không có gia đình bên cạnh. Và tôi biết tôi cần thật sự bắt đầu để tạo đức tin của riêng mình. Và nếu tôi muốn sống đức tin nghiêm túc, cha mẹ tôi không đến để tạo cho tôi. Mong muốn xây dựng đức tin cho riêng mình, Erson dấn thân hoạt động với trung tâm Newman ở Carnegie Mellon và nhìn thấy nơi các bạn mình niềm vui sống một cuộc sống nhân đức mà chính Erson cũng muốn. Chính trong nhà nguyện của trung tâm Newman mà Erson đã gặp bí tích thánh thể. Cha tìm thấy nhà nguyện có đặt mình thánh chúa là nơi hoàn toàn tốt để mỗi ngày đến gặp Chúa Giêsu Kitô và ở với người trong thinh lặng và cầu nguyện với người, nói với người về tất cả những thử thách và tranh đấu, xin người ban ân sủng. Điều đó giúp cha rất nhiều. Lòng sùng kính Chúa Giêsu thánh thể cuối cùng đã cho thấy một sự thay đổi trong lòng Erson và ơn cảm thấy và khám phá ra Chúa đang gọi mình trở thành linh mục. Cha ơn chia sẻ tìm kiếm Chúa trong thinh lặng và trong cầu nguyện thật sự lấp đầy khoảng trống rất cần thiết trong cuộc sống của tôi lúc đó và nó luôn có ở đó. Tôi luôn cần cầu nguyện. Nhưng tôi cũng nghĩ nó là niềm vui khi luôn lớn lên và cũng là niềm vui khi không có nghĩa là mọi sự sẽ hạnh phúc và may mắn mọi lúc nhưng ngay cả khi thăng trầm lên xuống nó là niềm vui tiềm ẩn là bình an cha ơsơn cho biết là cha ngạc nhiên là cho đến ngày nay cha có thể cử hành thánh lễ mỗi ngày cha mong là mỗi ngày trong đời sống còn lại có thể dâng thánh lễ giảng và dạy dân chúa giúp họ lãnh nhận các bí tích cách có ơn ích như họ có thể để tất cả ơn lành mà chúa muốn ban cho họ có thể sinh hoa trái trong cuộc sống của họ Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đế Tua Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.